Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Hôm nay Dương Minh Auto có địa chỉ tại 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Mitsubishi Outlander. Xe này là phiên bản 2.0 CVT, xe được sản xuất và đăng ký năm 2021 anh chị nhé. Một chủ sử dụng từ đầu anh chị ạ. Cái xe này thì mang ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen anh chị nhé. Là phiên bản 5.2 và sau đây quay qua tổng thể của chiếc xe cho anh chị cùng xem. Chiếc Outlander này được sản xuất năm 2021. Có ngoại thất màu trắng anh chị nhé, phiên bản CVT động cơ 2.0 anh chị. Đó, đây là cụm đèn pha của xe này anh chị này. Đó, xe có trang bị đèn bi anh chị nhé. Đó, Outlander thì luôn mang thiết kế rất là khỏe khoắn, trẻ trung anh chị nhé. Động cơ thì vô cùng bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu anh chị. Đó, đây anh chị. Còn mẫu xe 5.2 với giá tiền thì rất là hợp lý anh chị. Có thể nói là hợp lý nhất trong những chiếc xe 5.2 chị nhé. Rộng rãi, bền bỉ, gầm cao, may thoáng chị nhé. Đó, mà tầm giá bây giờ chưa đến 700 triệu thôi chị. Đó, đây chị. Lốp lát la răng còn rất đẹp chị nhé. Đó, đây phần hông xe sau này chị này. Dành cho những ai chúng ta yêu sự bền bỉ chị nhé. Đó, đến phần cốp xe. Đây ạ, chúng ta không đi 7 người thì có thể gặp hàng cái thứ ba lại, sẽ có khoảng để đồ rất là rộng rãi chị nhá. Đây chị. Chiếc xe này chỉ có đi có một người thôi chị. Đây, tất cả phần hông hai bên lòng cốp này chị này, không xước một tí gì luôn. Đây, từ tất cả những ốp nhựa đây, đó, những con ốc lẫy khóa đây, tất cả nguyên chấm sơn nhà sản xuất anh chị nhá, trần bỉ nguyên bản theo xe này, đó. Vẫn còn gạt tàn nguyên bản anh chị nhé. Tất cả đồ dùng tay vặn kính lốp thì cho đều trong này anh chị ạ. Đó. Đây phần hông xe nữa này. Đó. Thế là phần nội thất của xe. Đây là phần nội thất của xe chị nhé. Đây là ghế da bên lái. Xin lỗi chị, đây là ghế da ghế sau. Đó. Em sẽ quay kỹ mới có thể xem đây. Ghế da rất đẹp anh chị. Đó. Độ mới rất cao nhỉ. Cửa gió điều hòa cho ghế sau đây. Anh chị đây. Đó. Tạp lì cánh cửa đây. Keo chỉ cánh cửa đây. Keo chỉ nguyên bản, mất một phần keo chỉ đó anh chị nhé. Đó. Thế là phần ghế lái. Đây là tạp lì ghế lái anh chị này. Đó, xe có trang bị gương kính chỉnh điện chị nhé. Gập gương điện. Keo chỉ cánh cửa đây. Đó, nguyên bản hết đấy chị nhé. Đây là ghế da bên lái đây chị này. Đó. Ghế da bên lái này. Ghế da bên phụ chị này. Đó. Phần cần số của xe đây. Trên phiên bản đời này chúng ta có trang bị phanh tay điện tử cũng như là auto hold chị nhé. Đây là màn hình trung tâm của xe kết hợp với camera lùi chị nhé. Điều hòa hai vùng độc lập. Đó, vô lăng của chiếc xe đấy ạ. Xe có trang bị ga tự động cruise control đây chị nhé. Đó, tạp lô của xe đây. Độ mới là rất cao chị ạ. Đó, nội thất rất đẹp. Và sau đây em xin được tóm tắt lại chiếc xe này. Chiếc xe Mitsubishi Outlander, chiếc xe này là phiên bản 2.0 CVT, xe được sản xuất và đăng ký năm 2021, một chủ sử dụng từ đầu. Và chiếc xe này được bên em chào bán mức giá hơn 600 triệu. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra có thể dùng số điện thoại đó các bạn Zalo để bên em có thể gửi full hình ảnh cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của anh chị về chiếc xe này. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Dương Minh Auto.